Rồi. Sao lại nghiện quá? Người hãy khoan cho anh một điều nữa đi. Khoan cho anh một điều nữa đi. Người hãy khoan cho anh một điều nữa đi. Hàm mi kia cao, nói biết em cần gì. Liếc tiếc riêng, gương mặt anh cứ làm lì. Mặc kệ miệng đời đặt chuyện nhà to, không nghe tiếng dầm gì. Và MCK và đóng tuôn mà nhớ là mấy kiểu nhạc lớp này nữa. Ê, không muốn nghe bài văn và giai điệu này mà bạn có tour đâu. Mà tôi tiếc là sau quả mùa 1 nó không cho đóng tour nhỉ. Nên em hãy thầm thì và bền tay. Anh vẫn biết từ đâu rằng chỉ muốn sự vị của đôi môi môi. Mà em chỉ còn lại mình ta và bầu trời chuyển tối. Rồi lại chuyện nhận ra tất cả là giả dối. Baby girl em rất là chắc nhận ra tất cả là giả dối để ý. Nhanh lên cậu ơi, về bất vặt. Girl, I wanna show you my whole world. Ta đã được nhìn thấy nhau và nhìn nhau thân thiết khi vãi lồ. Báo thẳng đấy, quả nhạc thẳng đấy. Mà quả nhạc là lên sân khấu lớn gì kiểu gì. Nhìn nhau thân thiết khi ta ở. Năm ngày vào vòng eo của anh cơ. Đừng quay đi anh lo. Mỗi mất sorry là do anh làm. Hay quá. Vãi lồn. Thẳng. Nghe stream như bị sức đĩa vậy. Mời công confirm cho tôi là quả chất lượng stream có bình thường không? Tôi thấy bình thường mà. Má giọng quốc rồi này, nghe trầm vậy ta, nghe phê vậy ta. Trong em cô te như lúc mới đầu. Cũng ok để xem ta đi tới đâu. Bao nhiêu chuyện còn chưa nói với nhau. Thế mà đã đốt hết, được gọi mới đau. Tại anh như u đi, toàn ao sâu. Vì anh thừa biết một chuyện vốn, chẳng đâu vào đâu. Giờ thì em chọn đi bông tím hay xanh. Tím hay xanh? Tím là bông, màu tím là... À thôi má, mày nói này thầy lo cổ suý chất kinh nghiệm. Xe bỏ đi em sẽ níu tay anh. Vẫn biết đâu có gì là chẳng chán. Anh sẵn sàng cho một cái giá thật đắt. Nên là lấy cái khai trên bàn và quên một điều đi. Tạo cảm hứng cho đôi câu ca mà anh còn thiếu đi. Nói từ xem ngoài anh ra em còn yêu gì. Young lonely stony, can you feel me? Con biết quả nhạc này nằm trong quả playlist gì thì phù hợp không? Tôi đố con á, quả nhạc vừa rồi chúng ta nghe mẹ nằm trong mẹ quả playlist gì thì phù hợp? Để tôi nói rồi con, quả bài này cho vào playlist nhạc ít nhau 2022 là má nó đúng bài luôn á. Má nghe, tôi đéo biết là do có phải là đầu óc tôi đen tối hay không, nhưng mà khi mà má tôi nghe bài này là tôi tưởng tượng ra cái cảnh là nghĩa là đúng không? Đúng không? Đúng không? Mình tưởng tượng ra ngay cái cảnh đấy trong đầu luôn á, nó không thể khác được. Thì là bài này là một cái bài mà giai điệu đẹp, tôi không cần nói rồi đúng không? Tôi không cần nói rồi đúng không? Một giai điệu rất là đẹp. Nhưng mà cái mà tôi thấy hay ở trong bài này là giai điệu thì rất là mềm mại, rất là đẹp. Nhưng mà có lyrics thì có không thấy không? Có nhiều câu rất là thẳng. Rất là thẳng mà kiểu quá nhiều khi thẳng quá kiểu mình nghe mình kiểu vậy.
Cái sự đối lập đó tôi nghĩ là há một cái sự đối lập mà kiểu giống như kiểu thầy Sơn ấy, như kiểu Peter Vũ ấy, không là mẹ một người có thể nhẹ nhàng và dữ dội trên giường cùng một lúc, kiểu vậy. Tôi thì không có kinh nghiệm về phụ nữ lắm để có thể nói cho các ông biết về chuyện này. Tôi nghĩ các ông sẽ đi hỏi thầy Sơn thì các ông sẽ có câu trả lời nó xác đáng hơn, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà bài này là một cái bài mà tôi cảm thấy là nghe chill, và tôi chắc chắn là nhiều ông cũng sẽ cảm thấy như tôi. Dù cho các ông có thích hay là không thích MCK, hay là thích hay không thích Trung Quốc đi nữa, thì cũng phải thừa nhận một cái điều là tụi nó đang làm rất là tốt trong cái lĩnh vực mà bỏ làm, thực sự là như vậy. Một cái bài nhạc rất là nhẹ chill nhưng mà nó vẫn mang chất của một bài nhạc underground với những câu từ rất thẳng, hay. Hay là tôi cũng không có gì nhiều quá để nói vào bài này. Melody nó đẹp quá rồi, phần của Word nó làm cũng tốt rồi. Mặc dù tôi nghĩ đây là demo của MCK, nên là phần này MCK có vẻ như là nó về mặt spotlight á, MCK có vẻ là chiếm spotlight hơn Word một chút, nhưng mà tôi thấy là sự kết hợp là một sự kết hợp thành công của hai người này. Đỉnh. Nhìn nhau đắm đuối khi ta lột, nhìn nhau đắm đuối khi ta lột đồ. Má nghe 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 dâm mà, nghe dâm phải lột. Nhìn nhau đắm đuối khi ta lột đồ. Má lâu lắm mẹ mình đâu yêu ai, mình cũng không feel được cái khúc ấy lắm. Nhưng mà mẹ mình nếu có thì mẹ tôi nghĩ đấy là một quả cảm giác tuyệt vời, có không ạ? À?